Hiệu tôi sẽ Panasonic. Giống như em nói hôm qua đúng không? Thì đúng rồi, em chọn đó chị, nghe theo em đó chị có không? Nhưng mà Panasonic là bền nhất chứ anh gọt. Dạ, ok. Rồi chị sẽ thay mặt cha là giữ cái này cho cha. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của chị Hương, con của một ông cụ ve chai. Thì những ngày trước đây là những ngày rất là nhộn nhịp khi ở trong nhà đầy ắp những cái tiếng cười khi mà ông Tư quay trở về lại Cà Mau. Thì có một cái điều đó là ông Tư hiện nay thì đã quay về lại vùng đất Hậu Giang rồi. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng muốn ghé đây để mà trao đổi với chị Hương về cái cuộc sống của những ngày qua như thế nào và cảm nhận của chị Hương như thế nào khi mà ông Tư quay về trở về lại Cà Mau. Cũng như là thay mặt cho Mạnh Thường Quân của Đạt thì có tặng cho gia đình của chị một cái món quà khá là nặng ký luôn. Và bây giờ món quà đó là món quà gì? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để mà vào trong nhà của chị Hương ha. Em chào chị. Hôm gầy thì... ông Tư xuống thì vui quá luôn à. Bữa nay nhà mình trở lại cái là vắng tanh vậy đó em. Trở lại cái nhịp sống bình thường ha. Điện thoại nói chuyện ra đó. Dạ. Ừ. Rồi sao? Ông Tư nói là sao? Cha nói thì để cha nhớ con lắm. Rồi cha từ từ cha cũng sẽ về với con, nhưng mà bây giờ cha không có hứa là chừng nào. Ồ. Nói vậy luôn hả? Thì đó, chị nói rồi, xuống đây sống vài ngày là biết là sẽ chuyển ý hồi tâm mà. Bữa đó cha nói là cha để thử lòng con thôi, nhưng mà chị nói là cha không cần phải thử đâu. Thật thật giả giả à, cha không cần phải thử gì hết á. Rồi nãy cha điện thoại, hỏi cha rồi cha nói là cha về nhưng mà cha nhớ con gái lắm. Cha sẽ về ở với con nhưng mà chưa biết được là ngày nào thôi. Khi nào cha muốn về thì điện chị chảnh rước cha về. Cái cảm xúc nói chung là cảm nhận được tình thương của chị với là anh Hưng rồi đó. Anh Hưng vẫn ngày về, anh Hưng vẫn đi theo xe mà ngủ ở trên đó mà. Đó, thì cảm nhận được cái tình cha con rồi. Cho nên là bây giờ mỗi lần thì không có, ở chỗ anh thì nó bình thường. Nhưng bây giờ về đây rồi, có con, có cái, có cháu ngoại nữa. Cho nên là bây giờ quay ngược về chỗ anh cái lại thấy nhớ. Nhớ con, rồi nhớ cháu. Dạ, rồi đây rồi có... là phải... chị nói rồi, chỉ cần về đây ở vài bữa với chị là chị sẽ thuyết phục về đây luôn được à. Dạ. Thì đối với chị thì ông Tư có một tí rượu thì nó... cái cuộc sống của mình nó có bị gọi là bị đảo ngược lắm không chị? Cha chị thì đúng là có nhậu. Nhưng mà có cái là cha chị cũng nhậu, ít có ăn uống gì lắm. Cho nên là... có thể là sáng thì chị vẫn đi làm, nhưng mà mình mua đồ ăn để sẵn nhà cho cha vậy đó. Cha uống thôi chứ cha cũng ăn nhiều đâu mà bài biện gì nhiều. Rồi cha nhậu thì nhậu, rồi chiều chị đi làm về thì dẹp dọn xong rồi cơm nước cha con ngủ, thấy vậy cũng ổn mà chị cũng yên tâm phần nào nữa. Sáng nay Hưng với lại ôm Đăng với lại Hải nó đi học từ sớm, là còn Đăng học buổi chiều, nó học bài trong buồng á. Nó đang học bài trong buồn á. Hải là đi học cái này ngày nhiêu chị? Ngày 20.000, 25.000. Khi 20, khi 25 có thể... Nhưng mà cho tiền đi học ăn sáng chứ tiền nó cũng đóng tiền gửi xe, rồi tiền quỹ, nó lạc vặt nó cũng tự đóng lên à. Ví dụ như ông Tư về vậy thì chị có trao đổi to nhỏ gì với Hải Đăng không? Chịu, có chứ, chị cũng có nói mà. Về cứ ông về ở vậy đó thì hai thằng nó cũng đồng ý. Ở đây thì có ông Thủ Hỷ thì nó chạy, ông Sai chạy mua rượu mua thuốc đồ cũng chạy được. Nói chung hai con vậy thì được cái nó cũng ngoan. Thấy em thấy xuống đây tiếp xúc mấy bữa thì em cũng biết rồi đó, nó cũng lo cho ông. Bữa đầu tiên là thằng Hải một tay nó là dắt ông đi tiểu ra vô là nó canh, nó trực dắt ông xuống luôn đó. Bạn Hưng bữa đó nó xỉn rồi. Thành ra Hải là nó dìu dắt ông xuống luôn á. Em hôm trước là thấy Đăng nhỏ rồi lau chân cho ông vô nệm ngủ rồi nữa mà. Hai thằng nó cũng ngoan, nó cũng thương, biết thương ông bà lắm. Về lại thì cái cuộc sống nó cũng buồn lại, nhưng mà có xuống thì cũng là đã vui ha chị ha. Đúng rồi, xuống mấy bữa cái nhộn nhịp rồi cái giờ về cũng buồn. Thật ra thì có nhiều cô chú anh chị góp ý nói là cho bà Tư đi gặp ông một lần. Nhưng mà thôi thì cuộc sống mỗi người có riêng tư, ông Tư chỉ cần gặp được con cháu là được rồi. Bây giờ
cũng lớn tuổi hết rồi, hơn nữa cũng cách xa 30 mấy năm rồi. Dạ. Mẹ thì cũng đã có cuộc sống ổn định rồi. Dạ. Bây giờ chỉ cần cha, chỉ cần có chị với em Hưng là được, cháu ngoại là được rồi. Dạ. Cô chú anh chị rồi có điện hỏi thăm dữ không chị? Có. Sáng cũng có anh nào mới điện hỏi. Điện cho Đạt xin số điện thoại của chị. Dạ hả? Mà kêu nói chuyện với chị thì không nói. Ủa sao vậy? Chị không biết. Nghe Đạt nói là có một cái anh nào á là tặng cho chị cái tivi. Nhưng mà có một anh ở bên Mỹ. Nói chung là hôm trước Tết ảnh cũng cho chị 500 đô. Rồi Đạt đem xuống hồi trước Tết nè. Dạ. Rồi bây giờ thì ảnh tặng cho chị một món quà bất ngờ. Rồi nhưng mà Đạt nó hối lộ là ảnh sẽ tặng cho chị cái tivi. Nhưng mà chị thấy cái tivi á thì nó không phải là chị phụ lòng ảnh. Nhưng mà có một cái là cái tivi nó phí tiền quá em. Dạ. Tại vì chị cũng ít có ở nhà không có coi đó. Dạ. Chị nghe đi. Nghe đi chị. Ở qua cầu Định ha, chạy vòng theo cái đường cà cống chạy vô luôn ha. Chạy về đường hướng Cà Mau á. Rồi rồi. Ồ vậy là đem một cái không phải là cái tivi. Mà là chị cái tivi thì nó hơi phí tiền một chút xíu. Tại chị không có coi đó. Dạ. Sợ nhiều khi điện tử mà để nó lâu thì nó hư. Dạ. Cho nên là chị cái cần thiết nhất là bây giờ nếu mà ảnh cho thì chị sẽ nhận cái máy giặt, đổi cái tivi thành cái máy giặt. Tại vì nhiều khi chị đi làm về tối rồi đi xô rồi về khuya nhưng mà cũng phải ôm một thao đồ nó bự lắm, giặt tay không à. Rồi giặt thay đồ thì em cũng biết nhiều khi có tiếng đồng hồ, nhiều khi nghỉ ngơi nó thời gian nghỉ ngơi nó không có. Nhưng mà nếu được cái máy giặt, anh cho cái máy giặt thì chị cảm ơn nhiều lắm. Tại vì chị có đỡ được thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian đó chị nghỉ ngơi nhiều hơn. Đúng rồi. Làm gì khác. Thật ra thì ngày trước á, thì cái tivi nó ở Việt Nam nó quan trọng lắm. Nó quan trọng lắm em. Nó sinh hoạt gia đình tối ăn cơm để mà coi tivi. Còn bây giờ thì công việc của chị đi làm nè, rồi Hưng với là Đăng với lại Hải thì đi học suốt. Sử dụng đa số bây giờ qua những cái thiết bị điện thoại. Đúng rồi. Thì mà cái công việc nhiều vậy mà không có cái máy giặt thì nó lại khi mà đi làm mệt vậy á. Thì mình giặt tay nữa thì nó lại đuối nữa. Trước đây thì mình vẫn giặt chứ không phải là không giặt. Nhưng mà có thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Dạ. Thì cũng có một cái tin mừng vậy cho cô bác của anh chị cũng vui ha. Thì sau ngày hôm nay thì chiều nay chị có công việc nữa hay gì đúng không? Chiều nay chị phải đi gom lãi của ngân hàng chính sách đây. Dạ rồi ngày mai đi chị em mình sẽ đi ra ngân hàng để mà làm một cái sổ tiết kiệm cho ông Tư. Tính chiều nay đi luôn. Nhưng mà thôi để chị giải quyết công việc cho chị ngày hôm nay đi. Ngày mai mấy chị em mình đi. Anh nó kia tới chưa chị? Đang chuyển đồ lên xe chuẩn bị vô. Từ ở đó vô đây cũng gần mà. Dạ. Vậy là cũng vui rồi, cũng đỡ. Đâu bây giờ đợi anh ha. Thì sau này có cha chị về nữa thì nó đỡ hơn. Dạ nhưng mà ông Tư thì chỉ uống rượu buổi chiều nó cũng không có gì nhiều. Chỉ làm một xị rượu rồi ngủ thì nó cũng dễ dàng. Cũng dễ. Mà nó em. Dạ. Cha không có ăn uống cầu kỳ gì, nó gồm gà, cha nhậu chứ ít ăn mồi quá à. Chỉ có thể đút chén cháo như thế này cho kia cho cha ăn là được rồi đó. Chắc tại vì cái cuộc sống ở dưới ghe đó lúc trước đó thì hôm trước cũng mượn rượu để mà giải sầu. Vậy thành thử ra là không có đồ ăn được rồi bây giờ cứ nhín nhút rồi ghiếp bao tử nó bị teo lại. Ăn nè, thấy mấy bữa tới đây là chị mới đút không đó. Để ở nay đút cho cha ăn, cha tự ăn. Dạ. Thôi cũng mong là ông Tư hồi tâm chuyển ý sau chuyến đi vừa rồi để cho nó có một cái kết thúc tốt đẹp nhất. Cũng gần cả trăm tuổi già rồi, cũng đâu có gọi là cái tuổi quá xế chiều luôn rồi đó. Chúng yếu dữ rồi. Dạ. Cũng đâu có bơi mà lụm gì được nhiều đâu. Mừng quá chị. Mừng quá. Hiệu Toshiba Panasonic. Giống như em nói hôm qua đúng không? Thì đúng rồi, em chọn đó chị, nghe theo em đó chị có. Nhưng mà Panasonic là bền nhất chứ anh gọt. Dạ, ok em. Để em dắt cho. Cái chiếc máy này là nhiêu chị Hường? 8 triệu 180 ngàn. Để đâu chị nha? Bây giờ quá 8 triệu 180 ngàn. Cái chỗ này quá. Đúng rồi đó. Cũng như là 8 triệu 2 rồi. Cái này bao
Đúng rồi. Cái này có bao lắp ráp không anh? Bây giờ mình ginh cái đẩy cái này vô, mình dắt để cái này ở đây. Panasonic này là của Nhật Bản hả ta? Của Nhật. Nhật. Còn thằng Samsung là của Hàn Quốc. À, em nhóm tiếp chị dời cái này qua đây cái. Cái này nó gợi nó hư mà. Anh giao máy rồi. Dạ. Cái máy này giặt được chiếu không anh? Không anh. Dạ. Chiếu mình bỏ đâu bỏ trong đồng được. Em tính kiếm cái máy nào mà giặt được chiếu á, mà bảo hành trọn đời á. Anh không hiểu rồi, anh không hiểu rồi. Qua trong cửa hàng thấy nhỏ mà vô họ thùng bự quá ha. Đạt biết cái máy giặt được chiếu không? Biết. Bảo hành trọn đời luôn, không hư luôn á. Không hư luôn á. Chỉ có lâu lâu bỏ ra đi thôi hả? Chị cũng nghĩ là nhà chị là chỉ có cái máy giặt bốn mấy mấy ký này là máy giặt đa năng luôn á. Tại vì vừa có thể giặt đồ nè, vừa có thể rửa chén, nấu cơm nè. Cái máy giặt của chị là bền bỉ, là cái máy giặt đó bốn mấy ký. Bốn mấy ký là bền nhất luôn. Bền bỉ nhất luôn á. Nhưng mà đa năng nữa, em thấy có đa năng không? Đúng rồi. Cái thời gian mà giặt cái thao đồ nó cũng có tiếng đồng hồ á chị. Mỏi tay lắm, đuối lắm. Trong khi đó mình bỏ vô máy mình làm chuyện khác tiện quá trời. Ừ. Cái này có đâu chứ? Cái này nó có sấy khô luôn không anh? Giặt khô anh. Nước đi, ống nước trong cầu đi ra. Nó sấy khô. Nhìn cái máy giặt này đẹp quá ha. Đi ra ngoài mới được. Ừ, ồ, đẹp. Đến 10 kg luôn nè, giặt được 10 kg nè. Anh đi ra ngoài bên đây nè, bên hông nè. Chứ bình thường cái máy giặt khoảng 7 kg rưỡi à, cái máy này 10 kg là loại lớn á. Cái đồng hồ phá nước chính ở đâu á chị ra phá đi, anh nó cắt anh đi ống rồi. Ra phá nước đang, ra phá nước con. Cái này là vệ sinh lồng giặt nè, ngày nữa chị tháo ra. Cái này còn cái túi đeo vô nữa chứ. Cái này có túi không anh? Không anh, nó vậy đó. Nó vậy luôn hả? Đẹp ha. Dinh phụ em ra ngoài nha em ha. Dạ dạ. Quá. Chứ đừng có để nhiều người không biết á, cơi lên miếng mốt lên nhưng mà cơi là nó nguy hiểm lắm nha. Mau hư lắm. Nó rung á, nó rung á. Ở này là gì ta? Cái này là gì? Nó dám cái đó để luôn nguyên cái chừng không, cái đó là để chịu cái mưa. Có nghĩa là trong quá trình vận chuyển đúng không? Rồi. Khi mình xài mình sẽ mở ra chứ không có để được. Lắp cả bao lâu anh? Dạ tùy theo cái đường nước của mình. Đường nước đi mau lắp một mau cái tay thì... hai cái co cái vô tới đây rồi. Ví dụ như người nhà lắp có trừ tiền không? Dạ không, cũng vậy. Vậy hả? Vậy thôi anh lắp cho em thêm cái bên thôi, cái máy sấy cái bên đó. Dạ. Được. Thôi để đại ngoài anh. Rồi mình đi đường nào anh, đường đó vô hả? À, anh ra mang dép đi, cái ở trước có ống luôn, anh có sách đồ. Con giặt thì đâu đâu mà. Nên phải giặt mà giặt trời, nhiều khi mắt nhắm mắt mở. Coi coi máy giặt này giống máy giặt tay không chị? Cái này không bằng cái máy giặt tay đâu, lắc. Trời ơi. Cái máy còn lắc nó tỉnh rồi nó. Nó có rung không á? Dạ được rồi, được. Lắc không máy chưa? Chưa, còn yếu bên đây. Mỏng mỏng chút là được cái. Mỏng mỏng thôi. Mỏng thôi. Cao quá. Cái tiện của máy giặt á, mình không cần phơi ngoài nắng cũng được nữa, mình mát ở trong nó có gió nó cũng khô nữa. Ừ. Nó gạo á. Nó có sấy mà. Sấy gió tiện lợi kìa. Cái sao nữa. Cái chân nó tăng đưa được. Rồi đẩy dưới đây ổ điện đi. Trời ơi. Rồi đổ đổ vô. Mở nắp đổ đồ vô. Chiếc liền để không kịp. Mà anh lấy cái mạnh bỏ vô cũng được. Rồi nó đổ máy. Ở đây có cái khai bọt giặt chạy nước xả mình rồi. Kéo ra. Mình bỏ đúng vị trí. Bọt giặt bỏ đây, nước xả chứ bỏ đây ha. Bỏ theo đường độ mình ít thì nhiều tùy ý. Đúng lên rồi đúng. Có mua bọt giặt nước mở nước giặt. Có luôn. Mà mai mốt chị rồi. Mua loại bột giặt nước đó nha. Đây nè, mua này bột nước nè, hôm qua có dặn rồi. Ngoài bột nước giặt là quả nhất. Bên đây là nước xả, bên đây là nước giặt.
bột giặt, nước giặt. Né chị đổ vô coi. Đổ sao đây nè. Đó giờ chị giặt xô bông bột không đúng không? Đúng rồi. À, vậy là xong rồi đó, đổ vô đi. Xong rồi đó hả? Ít thôi phải không? Ít đâu mà. Ít thì ít thôi. À. Bột giặt này nó heo hơn bột giặt bột nhiều. Vậy hả? Canh canh mình chế ít. Rồi đây lại. Ừ, mình đó đó, bỏ vô đi. Bỏ vô không? Bỏ vô. Cái mền có ngoại hả? Không phải, mà ngoại mình mới, mà này cũng của mình cũ mà. Mình sẽ mở nước. Của chị. Mình sẽ mở nước. Rồi đầu tiên là mình sẽ là mở nguồn nước này lên. Mở nguồn. Thì mở nguồn lên thì nó sẽ đang ở phím là giặt thường. Thường. Thì mình sẽ bắt đầu giặt luôn. Mà mình muốn chuyển sang chế độ giặt nhanh thì mình bấm chỗ khác là bấm đây. Nó cái này là điều chỉnh đó hả? Đúng rồi, điều chỉnh mấy nút này đó hả? Đúng rồi, đây nè. Thường đây. Chỉnh giờ. Nó chế độ giặt, chương trình giặt. Rồi mình bấm nút khởi động. Nó đang giặt thường nè. Giặt giặt nhanh là nó sẽ nhanh hơn. Nhanh hơn, đúng rồi. Giặt bình thường này là bao nhiêu phút anh? Tùy chuyển độ nó sẽ báo, cân sẽ báo. Nên nó cân là nó báo lên đây nè. 38 phút nè. Khi giặt xong có phá nước không hay là để đợi? Không, không, 54 phút. 54. Rồi sớm 38 lít nước quá hả? Lít nước. Nước là mềm, nước mình mở vậy là có nghĩa là mình để mình xài qua luôn chứ sao? Không cần phải đi hết phá đâu. Để xíu nữa tự động nó chạy vào lên. Nhưng mà đang giặt mà chị dở ra là nó tắt á. Nước đang vô á. Máy này giặt nước này thì ok rồi. À, quá êm. Bơm nước này vô đó hả? Dạ, nước vô. Nước đủ nó sẽ tự động giặt. Nó đang pha luôn á, nó đang trộn cái nước máy giặt luôn á. Cái xà bông luôn á hả? À. Nó xả là xả, tự xả ở đường xả lên luôn. Đúng 5-4 phút là xong độ đó. Là nó báo cho nó vậy đó, nó tắt máy luôn. Ví dụ chị giặt nhanh này bấm chương trình nó 2-3 nút gì đó. Chăn màn nè. Mình muốn giặt lại mình mở nguồn lại. Mở nguồn lại nữa. À, tiết kiệm nước nè. Xin cái số điện thoại của anh hay nếu mà sử dụng không biết được sử dụng điện hỏi. Nhưng mà cái này được cái là nó đều nút cảm ứng hết hả? Cơ anh không phải cảm ứng. Cơ hả? Cơ nè, nè nó bật dưới này nè. Không cơ, cơ hết không có cảm ứng. À. Cơ xài chứ nó êm hơn. Cơ xài bền hơn. Bền hơn. Mấy mình giặt nước nôi mình đụng vô nó mỏi. Cái máy giặt này nam hay nữ anh? Dạ. Máy giặt này giới tính nam hay nữ hả? Chắc là nam á. Mưa rồi. Mưa. Không phải. Phải di động ha, còn nếu mà cần thì gọi số bảo hành này ha. 18001065. Nói chung ở đây chữ tiếng Việt không nó cũng dễ ha. Rồi em chào mấy chị này luôn à. Rồi cảm ơn anh Trang nha. Dạ. Rồi bắt đầu công việc đi. Rồi rồi sao chị chỉ nhân viên chỉ vậy là nhớ chưa? Chị nhớ rồi. Dạ, quá đã. Chứ nó cũng tiếng Việt không à, mình cũng dễ. Giờ biết chữ cho nên đỡ. Thấy màu đen đẹp quá ha. Đẹp quá vậy đẹp, chị thích màu đen vậy đó. Chị Hương là mạng gì ta? Chị mạng gì? Chị biết đâu. Dạ. Nói giờ chị có đi chùa lúc sau bọn ấy đâu chị biết mạng gì. Nhưng mà chị Vina mà. Máy vừa bụng ghê luôn. Cái máy ta vậy mà nó vừa bụng. Cái bụng có chút béo à. Thôi giờ gì chị ơi thì cũng anh rút trên anh rút lên ở Mỹ đó, lúc trước cũng hỗ trợ cho chị $500 hồi trước Tết đó, thì ảnh cũng thấy chị thiếu tivi đó, cũng hỗ trợ nhưng mà cũng nói với ảnh rồi cái máy giặt nó tiện hơn thì $500 em đổi ra được 11.650.000. Thì hôm qua mình mua cái máy là 8.5 triệu hả? 8.180.000 đó, nhưng mà em đưa chị 8.5 triệu. Rồi bữa nay thêm lặt vặt thêm 60.000 kể như 50.000 đi. Là 8.550.000. 550.000, vậy là mình còn lại là 3.100.000, 3.100.000. 8.5 triệu với lại 50.000 là có 8.550.000 à chị. Hôm qua em đưa chị 8.5 triệu rồi. Là còn 3.150.000. Bữa nay mua đồ thêm 50 nữa là còn 3.1 triệu. Có xin thêm. Đây còn 3.1 triệu còn cao cho chị luôn. 1 2 3. Này tiền lẻ nha chị, khó đếm. 1 2 3 5 7 9 10
Rồi, cái gì còn 2.000, 1.000 đó hả? Rồi chị cảm ơn em nhiều lắm, cũng cảm ơn cái anh bên Mỹ đã ủng hộ cho chị. Nhờ có ảnh mà chị có được cái tủ lạnh nè, rồi có được cái máy giặt. Mà nói chung là nếu không có thì thật sự là chị không biết chừng nào chị mới mua nổi những cái này luôn đó. Chừng Đăng nhìn hoài kìa, Đăng. Thích đó. Sao nhìn hoài vậy? Hả? Chưa hiểu lại đây ngồi nói nghe coi. Chị cảm ơn ảnh nhiều lắm. Cảm ơn tất cả các hai em đã giúp đỡ chị nhiều. Tất cả các mạnh thường quân thời gian qua luôn hả chị? Đúng rồi, chị cảm ơn tất cả các mạnh thường quân thời gian qua đã quan tâm đến ba cha con của chị luôn, chứ không phải là riêng chị nữa. Mà kể cả cha chị, mẹ chị, rồi em chị, rồi chị với hai đứa con chị. Chị mặc thay mặt hết là chị cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Đặc biệt là cảm ơn anh Mỹ. Chị mất nợ anh nhiều lắm, hy vọng là có cơ hội chị sẽ đền ơn. Rồi sao nhìn cái máy giặt hoài vậy? Máy giặt đó giống mẹ không? Hả? Sao không giống? Mẹ con giặt tay hả? Rồi mai mốt là chuyển sang giặt đồ cho con được không? Dạ được. Dạ, hôm trước là lúc trước có giặt đồ của mẹ không? Chị ginh thôi. Ginh thôi hả? Tức là thao đồ thì thường thường nếu mà một ngày thì nó ít chị ginh nổi, mà hai ngày nhiều lên chị ginh đâu nổi đâu. Là đợi chị giặt xong rồi cái bắt đầu là hai thằng đó ginh ra ngoài cho chị phơi. Cái chị ơi, chị ginh đâu nổi. Thằng lớn nha, về mà nó đi lâu về mà nó thấy chị tự ginh là nó la thằng này. Nó nói sao không ginh cho mẹ, thao đồ nặng là không ginh cho mẹ. Để mẹ ginh. Là hai thằng chỉ cần giặt thôi, hai thằng nó nhắc ginh ra ngoài nó phơi luôn. Phơi. Ai phơi đồ nhiều đâu? Mẹ phơi. Mẹ phơi. Con chỉ ginh ra thôi. Hả? Con ginh thôi. Sợ ginh nặng thôi. Mai lúc nhận nhiệm vụ giặt đồ cho mẹ chưa? Dạ rồi. Dạ chỉ đem đồ ra bỏ vô một đống nhúc cái giặt hả Đăng? Dạ. Chắc này chắc Đăng nhận nhiệm vụ giặt đồ chứ. Mẹ khỏe. Mẹ khỏe. Mà chú hỏi con là con mừng dữ không? Đúng rồi. Bố mẹ giặt đồ là công việc của mẹ có liên quan gì đến mừng mình đâu mừng. Mẹ đỡ được công việc. Đỡ được công việc hơn hả? Dạ. Có thời gian đi chơi nhiều hơn, đi vòng vòng lại sớm luôn. Dạ. Có nói gì với mấy cô chú không? Có lẽ lần nào đến cô chú Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn cô chú thôi. Cảm ơn cô chú. Đã quan tâm đến mấy mẹ con. Chú khờ lắm, mới có nhiêu tuổi chị? 15 tuổi, lớp 8. Giống Hàn Quốc thì ghê luôn. Mai mốt phải nào cũng đi Hàn Quốc rồi. Thì em cũng có nói là xuống đây để chị em mình cùng đồng hành với để mà làm một cái sổ tiết kiệm cho ông Tư đó chị. Thì mấy ngày nay thì ông Tư cũng đã đi về rồi. Hôm nay cũng là những một ngày đầu tuần thì mấy chị em mình sẽ đi làm. Thì chắc có lẽ là trước tiên thì em sẽ công bố cái số tiền của Mạnh Thường Quân ha. Một là chú Sang Ngô ở Úc 10 triệu. Thì chú Sang Ngô này á là trước thì cũng nói là tính mua cho ông Tư một cái chiếc ghe, nhưng mà em đã mua rồi. Thì chú nói là cái chú muốn là đã hứa thì chú phải làm. Thì chú chuyển cho em 10 triệu thì chú nói là không nhận thì không được. Nên em cũng có nhận cho chú luôn. Thứ hai là bạn Tiền ở có bạn Tiền là kết bạn Zalo gửi cho ông 1 triệu. Thứ ba là Phạm Thanh Điền ở Hải Phòng là 1 triệu đồng. Và thứ tư là chị Thảo ở Mỹ là 100 USD tương ứng với lại 2 triệu 360 ngàn. Thì chị Thảo ở Mỹ này cũng có gửi cho chị với lại anh Hưng mỗi một phần 100 USD. Những lần trước em đã gửi cho chị với anh Hưng rồi, ở lần trước Tết á. Thì tổng cộng là 12 triệu và 100 USD thì tương ứng với lại là 14 triệu 14.360.000 đồng. Thì mình sẽ làm một cái sổ tiết kiệm cho ông Tư luôn. Thì tí xíu nữa thì chị em mình đi. Chắc có lẽ là chị sẽ nói lời nào với lại thay mặt cho ông Tư, nói lời cảm ơn với lại Mạnh Thường Quân á. Thì thay mặt cho chị thì chị cũng cảm ơn tất cả các cô, các chú với anh chị đã quan tâm tới cha của chị. Đã thì số tiền này thì chị sẽ giữ đó để sau này khi mà cha chị có những cái bất ngờ nó xảy ra thì mình có cái để mình xoay sở cho cha. Dạ. Thật ra đó thì cũng muốn làm cho ông Tư đứng tên cái sổ, nhưng mà
chị thì có giấy tờ, còn ông Tư thì hiện nay là chưa có giấy tờ gì hết, nên chị sẽ sau này cái việc mà ông Tư trăm tuổi già có ốm đau á thì chị sẽ là người chăm sóc vạn dưỡng chị với anh Hưng, thì nên sẽ cùng với chị đi đi làm một cái sổ tiết kiệm luôn nha cô bác của anh chị. Thì sau khi làm xong á thì sẽ công bố lên cho cô bác của anh chị thấy đó luôn. Và bây giờ thì Bùi Hồ cùng với lại chị Hương sẽ đi vào cái ngân hàng Agribank ở phía sau lưng nè, sẽ làm cho ông Tư một cái sổ tiết kiệm. Thì một cái sổ tiết kiệm này thì tổng số tiền mà cô chú anh chị ủng hộ cho ông Tư là 12 triệu và 100 USD, là có nghĩa là tương ứng với lại 14 triệu 360 ngàn, thì chị Hường sẽ gửi luôn cho ông Tư phần này là 15 triệu đồng. Bây giờ ở trong ngân hàng ấy người ta sẽ không có cho quay, thì sau khi về nhà thì mình sẽ quay về cho cô bác chị xem cái sổ tiết kiệm ha. Thì sau một thời gian á thì mấy chị em cũng đã đi làm sổ tiết kiệm xong rồi cô bác anh chị. Thì đây là sổ tiết kiệm của ngân hàng Agribank cá nhân á. Thì cái sổ tiết kiệm này là gửi là 1 năm hả chị Hương? 1 năm. Không biết là khi nào có đưa đây cho cô bác anh chị thấy nè, đây là 15 triệu đồng. Gửi vào ngày 7 tháng 2 năm 2023. Thì một năm sau thì mình sẽ rút ra nó sẽ có lãi. Thật ra thì cái việc mà có lãi á, thì nó cũng không có quan trọng gì lắm, tại vì lãi nó không có nhiều. Mà quan trọng là có người giữ lại cho mình thôi. Mắc thì nó khó khăn là cho mình lắm. Rồi chị sẽ thay mặt cha là giữ cái này cho cha. Dạ. Đây, khi nào mà chị sẽ đi làm cho ông Tư lại giấy tờ chị Hương? Chị tính 13 tay này nè em. Dạ. Tại vì ngày mai ngày mốt bữa kia là chị có công việc hết rồi, cho nên là rồi tới thứ bảy chủ nhật luôn rồi. Dạ. Cho nên là chị phải là đầu tuần thứ hai là 13 tay hay gì đó, là thứ hai đó là chị sẽ đi chở, là chở cha chị đi, chứ chị cũng đâu có biết đâu, phải chở cha theo mới được, chứ không chở cha theo chị đâu có biết đâu mà làm. Ở đâu chị? Cha nói là ở chỗ nào chị cũng quên rồi. Tỉnh Hậu Giang đó. Hậu Giang đó, nói chung là ở Hậu Giang đó, mà không có nhớ là ở đâu. 14 triệu 360 ngàn, chị làm luôn là 15 triệu. Chị làm cho 15 triệu. Gửi cho số chẵn. Cho số chẵn. Dạ. Anh Hân sao rồi, không gặp ông Tư về sao rồi? Thấy buồn buồn vậy nè. Mệt. Đuối hả anh Hân? Mấy ngày mà ông Tư đi về á thì anh đi cùng với lại một anh sĩ cũng là Mạnh Thường Quân. Thì mấy ngày qua thì ở trên đó thì ông Tư vui dữ không? Cha thì thấy ông cũng vui, cũng có lúc buồn. Sao buồn? Tại vì buồn lúc là em nói là em về đây đó. Cha cũng buồn buồn, vắng hai cha con. Vậy hả? Rồi ông Tư có nói khi nào là có hồi tâm chuyển ý quay về lại Cà Mau ở không? Cha nói thì cha cũng để vài ngày nữa cha suy nghĩ, nếu mà được thì cha chạy ghe về. Chạy ghe về luôn? Dạ. Rồi có nói thời gian cụ thể không anh? Không có nói thời gian, nhưng mà cha để suy nghĩ lại rồi cha chạy ghe về đây. Ông Tư ở đó ngủ với ghe thì anh lên đó anh ngủ ở đâu anh ta? Đêm đó thì ngủ với ông cậu Tám, hai cha con ngủ trên nhà luôn. Anh với lại ông Tư ngủ ở trên đó luôn. Có bị mũi chích gì không, rồi sao ngủ được không, rồi sao thấy gương mặt phờ phạc đó như vậy? Cũng nằm ngủ với cha vậy đó, mà thao thức như cha, ổng già rồi ổng ưa thức giấc đêm đó. Đi ra rồi nấu trà cho cha đồ uống. Mấy đêm, hai đêm đúng không? Hai đêm ngủ ở trên đó. Rồi có muốn quay lại lên đó đợt tới là anh có đi với chị Hương ở đó? Cũng có đi chứ anh. Cũng về như là làm nhà đỗ này kia cho nó ổn thỏa, cho kín đáo rồi lên chỗ anh chiến nữa. Ông Tư nói là chạy ghe về thì anh có dự định là đi về chung với ông Tư ở trên đó chạy ghe về không hay là như thế nào? Cũng có, nhưng mà cha nếu mà quyết định cha về thì em lên cho anh chạy ghe với cha về đây. Dạ. Chứ không, cũng không có để cho cha chạy lên về được. Mấy ngày lên trển thì vui không? Chảnh cũng vui. Có cha con rồi đêm rồi nằm nói chuyện rồi. Rồi mấy ngày nay là có bạn gái nào gọi chưa? Chưa. Hả? Chưa. Chưa hả? Sao
Sao nghe nói là có người nào giới thiệu á, Đạt nói á, mà chưa gọi hả? Chưa. Vậy hả? Hay là anh không chịu nghe, kén chọn quá chứ gì? Đâu có cuộc gọi nào đâu. Vậy hả? Có cái anh ở trên Sài Gòn có gọi xuống là hỏi thăm này kia. Chứ cũng không, chưa có ai hay gái nào gọi. Mà năm nay muốn cưới vợ chưa? Sao cũng được, năm nay cũng được, năm tới cũng được. Tại vì nghe nói là cưới gái Cà Mau là tốn nhiều tiền hả chị Hường hả? Đúng rồi, tính tiền. Ủa em không nghe qua thì Dương nói hả? Nếu mà 100 triệu thì thôi để em tự đi cưới luôn cho rồi. Vậy hả? Ý là 100 triệu còn chưa muốn nữa, em thấy không? Ừ. Nếu mà 100 triệu thì thôi để nó đi cưới luôn cho rồi đó, thấy không? Có nghĩa là 100 triệu là không được cưới vợ. Đúng rồi, không đủ để cưới á. Rồi biết khi nào mình làm có 100 triệu trời. Trời ơi. Ý mình nói vậy luôn á, 100 triệu thật ra làm rất là khó. Mà rồi, em nghĩ là nếu như mà làm công nhân á thì 100 triệu làm mà tích lũy được 100 triệu là khó. Có nghĩa là làm phải hơn 100 triệu, 200 triệu người ta mới chịu gả, đúng không? Bây giờ nội em thấy bây giờ cho nội cho vàng thôi. Vàng bây giờ em phải đủ hết từ phải từ một cây vàng. Một cây vàng giờ nhiêu tiền rồi? Phải quy định cho 1 cây vàng luôn hả? Ít nhất là cũng phải 1 cây. Thì thường đó là một đôi bông nè, một cọng dây nè. Nhẫn, cặp nhẫn cưới nè, rồi phải một tấm lắc hoặc là cái một bộ vòng gì đó. Phụ lễ nói nè nữa đúng không? Đúng rồi. Rồi tiền phải đi nội ăn chầu là cũng phải giúp đàn gái bao nhiêu rồi. Rồi tới đám cưới thì bao nhiêu nữa, heo đứng heo nằm vô, nói chung là nhiều lắm. Ủa nhưng mà mình cưới nhau là mình thương nhau mình cưới chứ? Ở đây là đa số là làm mai hay là sao? Ở đây bây giờ ngày xưa thì làm mai chứ giờ quen hết rồi, tự quen tự tìm hiểu rồi tự cưới à. Cũng có những cái gia đình bên gái người ta dễ á thì mình cũng cưới được. Vậy là anh Hưng phải phải lanh miệng lên hơn tí xíu để mình bớt tiền. Lanh miệng hơn chút xíu, mình không có tiền thì mình nhờ cái miệng. Số trường hợp thôi chứ đâu phải bao chung hết. Nếu mà bao chung vậy là gái Cà Mau người ta biết ế hết. Ế hết là sao? Đa phần, nói chung là đa phần. Đa phần như vậy. Tại vì ai cũng vậy, ví dụ như trong nhà chị là có con gái đi, chị gả người ta cho như vậy đó. Mà người gửi cái bà chị cũng con cháu vậy đó mà lại coi mà ít hơn á thì bà kia lại đâu có gả đâu, phải nhiều hơn mới được chứ. Có khi nào mà có trường hợp vậy hai người không đến với nhau được rồi lỡ dở? Chắc cũng có đây. Bây giờ thì cũng còn cái chuyện mà môn đăng hộ đối nữa ha. Nhưng mà bây giờ thì đa số là nếu mà gả không gả thì cũng phải làm cách nào cũng phải đến với nhau à. Nói nghe chị Hường đó, anh Hưng phải tự đường lo liệu nha anh Hưng. Cái đó là mới ăn thua giữa hai trẻ thôi. Bây giờ mình đâu cần 100 triệu đâu, mình chỉ cần có cái miệng được rồi, cho ta thương được rồi. Nhiều khi dặn mai năm nay đến, năm nay có thì sao? Mấy ngày qua thì cũng được, nói chung là cũng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho ông Tư nè, cho anh Hưng nè, cho chị Hường nè. Thì khoảng thời gian phía trước thì cũng khá là dài và cái cuộc sống mà chị Hường thì cũng còn khá là nhiều khó khăn. Thì có một cái thông tin thì cũng khá là bất ngờ và Bùi Hồ sẽ chia sẻ ở clip sau. Thì trong cái đoạn clip này thì chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã cùng đồng hành ủng hộ cho hoàn cảnh của ông Tư nói riêng và gia đình của ông Tư nói chung. Nói chung là rất là may mắn khi mà tìm đến tận Cà Mau này để mà chia sẻ về cái hoàn cảnh của chị Hường. Mấy ngày qua thì cũng có tìm hiểu về cuộc sống của chị Hường, nói chung cũng khá là khó khăn, chạy liên tục để mà kiếm những cái việc làm, nó nuôi hai người con ăn học nữa. Cũng đuối dữ luôn á. Thôi xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.